Bởi vì quý vị biết rằng sau lưng Tân Hiệp Pháp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự tham mưu của Hồ Mẫu Hoàn. Mà nếu như ai muốn đánh Tân Hiệp Pháp thì chắc chắn cầm chắc thua từ vòng gửi xe. Bởi vì tiền bạc thì người ta không thể đọ được. Ông chủ Trần Quý Thanh, về cái mối quan hệ đối với quan chức nhà nước thì ai có thể có mối quan hệ tới một cái nhân vật có tên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó có nghĩa là kẻ nào dám đối mặt, đối đầu với Tân Hiệp Pháp phải là một cái kẻ có thế lực chính trị, phải ngang hoặc bằng với ông Nguyễn Phú Trọng. Mà hiện nay người ta thấy các cái hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang bới móc những cái vụ việc xảy ra tại thành phố, tại Đồng Nai, tại Vũng Tàu. Tuy nhiên người ta chưa biết những cái vấn đề này sẽ được khởi kiện hay khởi tố ra sao. Nhưng mà chắc chắn một khi cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an vào cuộc thì cái thế lực đó không phải thế lực nhỏ, và thế lực đó phải lớn hơn ông Tô Lâm. Thưa quý vị, cái điều đó nó xảy ra vào cái thời điểm giữa lúc cái vụ án liên quan tới đại tá Nguyễn Duy Linh, tổng cục phó tổng cục tình báo, con trai của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, trợ lý về an ninh và tôn giáo của cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Chúng tôi nói những cái điều đó liên quan tới ông Tô Lâm thì hẳn quý vị bắt đầu hình dung mờ mờ thế lực đứng đằng sau việc ông Tô Lâm tấn công vào các cái sai phạm của tập đoàn Tân Hiệp Pháp cũng như ông Trần Quý Thanh là ai. Chắc chắn đó không phải là một cá nhân hay một đại gia bất động sản nào đó đối đầu với Tân Hiệp Pháp. Bởi vì tôi đã nói với quý vị rằng động vào Tân Hiệp Pháp nghĩa là phải xác định vuốt vào rồ hùng, vuốt rồ Nguyễn Phú Trọng. Và ở chế độ Việt Nam, một cái nhà nước không tuân thủ theo pháp luật thì không có nghĩa là mang pháp luật ra để xử lý với nhau. Nếu xử theo pháp luật anh đúng, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng bảo thua là anh phải thua. Điều đó có nghĩa là ở cái chế độ hiện nay, nếu làm đúng pháp luật thì không có nghĩa là các bạn sẽ thắng, mà phần thắng dành cho những người có mối quan hệ lớn và chi bạo tiền. Và với cái tài sản hàng tỷ đô của tập đoàn Tân Hiệp Pháp của ông Trần Quý Thanh thì tiền bạc chắc chắn không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thời gian của vụ án này nó sẽ đi về đâu? Liệu người ta có giải quyết rốt ráo trong năm 2021 hay không? Theo đánh giá của chúng tôi, chắc ông Tô Lâm, ông Nguyễn Văn Hưởng, kể cả ông Nguyễn Tân Dũng cũng thấy khó có thể làm được vụ án này. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng còn có những cái thế lực chính trị đứng sau ông Trọng. Nhưng nếu như trong cái vụ này có sự đồng ý bật đèn xanh của tân thủ tướng ông Phạm Minh Chính thì điều này cái khả năng thành công có thể đạt tới 80%. Thưa quý vị, liên quan tới các cái vụ tham nhũng hay cái việc hành xử phi luật pháp ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái câu chuyện ác hơn lắm độc. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện ở trong cuốn Đông Tây Kim Cổ Tinh Hoa của Thái Bạch trước đây. Nhìn vào những sự việc đang xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đang xảy ra ở Sài Gòn trong mấy ngày chống đại dịch Covid-19, khiến cho người ta nhớ đến một cái loài ác hơn cả rắn độc ở đất Vĩnh Châu, Trung Quốc thời Đường. Thưa quý vị, được biết đất Vĩnh Châu ở bên Trung Quốc về thời nhà Đường, thời đó có một giống rắn rất lạ, mình thì trắng, vằn thì đen. Loài rắn này hết nó chạm vào cây cỏ chết liền, nó cắn người thì hết phương cứu chữa. Nhưng đặc biệt loài rắn này nó dùng làm thuốc sát trùng và trị các cái chứng phong rất cùng hiệu. Và đó là lý do nhà vua thời đó đã ra lệnh cho dân mỗi năm phải hiến 2 con rắn để dành. Và những người mà nộp rắn cho nhà vua thì được trừ thuế ruộng cho ai bắt được con rắn đấy. Đó là lý do tại sao dân các cái địa phương thi nhau đi bắt rắn. Lúc đó có một gia đình họ Trương đã 3 đời hành nghề bắt rắn. Một hôm có người khách sang Trọng ghé chơi hỏi chuyện thì cái ông già bắt rắn họ Trương than thở: ông nội tôi chết về nghề này, cha tôi cũng chết về nghề này, tôi đây mới làm 12 năm đã mấy lần suýt chết vì cái loài rắn độc đó. Và cái người Trọng khách kia cảm động nói: nếu vậy để tôi can thiệp với quan trên cho anh cứ bỏ nghề
và nộp thuế ruộng như bình thường. Ông lão hòa trường nói, ngài có lòng thương tôi xin đa tạ, nhưng xin miễn can thiệp. Người khách kia lấy làm lạ và hỏi, ông lão hòa trường, thì ông lão hòa trường đã kể lệ, nếu tôi mà không làm nghề bắt rắn thì khốn khổ đã lâu. Gia đình tôi ba đời ở đây hơn 60 năm, dân làng này mỗi ngày sống điều lình cuốn bách vì cái chính sách thuế má, thậm chí không biết bao nhiêu gia đình phải bỏ làng bỏ xóm ra đi, và cũng không biết bao nhiêu kẻ đã phải chết đường chết chợ. Những người chạc như tuổi ông nội tôi thì 10 người không có một, vào chạc tuổi của cha tôi thì còn lại bây giờ chỉ 2-3 người, vào chạc tuổi tôi bây giờ chỉ còn 4-5 người, vì không chết thì cũng phải đi lưu lạc. Tôi may là làm nhờ tôi nhờ làm cái nghề bắt rắn mà vẫn còn ngồi ở đây. Ông khách hỏi tại sao lại có chuyện như vậy. Ông lão họ trường nói, các cái quan lại hạt này họ về làm thuế làng tôi đâu có rõ, họ sụp hết đầu làng tới cuối xóm, họ vơ vét cả con gà con chó, thượng vàng hạ cám, họ không tha thứ cái gì. Tôi nghĩ các cái quan lại ở hạt này còn đáng sợ hơn loài rắn. Trong lúc ấy về phần tôi thì được yên, cứ thấy trong giỏ của tôi có một con rắn là tôi vững bụng không sợ đói, không lo mất giấc ngủ. Ông lão họ trường nói với ông quý khách kia rằng, ông có thấy không, tôi làm nghề này chỉ có 1 năm, chỉ sợ chết có 2 lần, chứ đâu đến nỗi như những cái người dân làng của tôi, hết ngày này sang ngày khác, lúc nào họ cũng bị khốn khổ về cái bọn quan lại tàn ác. Giá như tôi có bị chết vì rắn thì so với những kẻ xung quanh vẫn thấy còn thọ hơn những người dân trong làng tôi, như thế tôi đâu dám xin thôi, vì lẽ rắn đập được. Đó thưa quý vị, từ cái thời đường mà quan lại nó vơ vét tiền thuế của dân, và đến bây giờ như quý vị đã thấy, nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng vậy, họ vơ vét tiền thuế của dân, họ tăng thuế vô tội vạ. Mới nhất là người ta tăng thuế tới 800 đồng cho 1 lít giữa cái đại dịch Covid-19 vừa qua. Và đó là lý do có rất nhiều người thắc mắc rằng không hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ họ còn là đội tiên phong của giai cấp vô sản hay không, mà chỉ thấy họ phục vụ cho giới nhà giàu, mà người ta quên những cái tầng lớp dân nghèo trước kia đã nuôi nấng họ, che giấu họ. Thưa quý vị, như quý vị đã rõ, những cái tình hình gây cấn trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có liên quan tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trợ lý ông Hồ Mẫu Ngoạn. Điều đó nó còn liên quan tới cái vụ án mà ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết tâm xử lý đối với lực lượng tình báo của Bộ Công an, và người ta nói đây là một trong những cái hệ quả của cái cuộc chiến gây cấn giữa phe ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có sự tham gia trợ giúp của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Nguyễn Văn Hưởng. Như quý vị đã biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, là một người được coi là cánh tay mặt của ông bà Dũng, từng được ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí vào cái vị trí thành viên ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinasin với mục đích là để cứu nguy những cái sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng trong cái việc làm thất thoát khoảng 8 tỷ đô la Mỹ đối với cái vụ án đầu tư cho quả nấm thép Vinasin. Thưa quý vị, lúc ở đỉnh cao quyền lực, như quý vị đã biết, Nguyễn Văn Hưởng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, cấp hàm Thượng tướng, và cho đến nay ông Nguyễn Văn Hưởng đã về hưu. Và thưa quý vị, các cái quan chức Cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ vẫn cái kiểu cha truyền con nối, cha lo cho con rồi cha lo cho cháu. Việc Bộ Công an Việt Nam ngày 15 tháng 6 năm 2021 phát một cái thông báo khởi tố bị can đối với Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, liên quan tới cái việc ông Nguyễn Duy Linh nhận những cái khoản tiền hối lộ của Phan Văn Minh Vũ được cho là ước chừng 5 triệu đô la. Và thưa quý vị, không hiểu vô tình hay hữu ý, một cái nhân vật gọi là môi giới hối lộ lại là một cái ông thầy tâm linh có tên là Hồ Hữu Hòa, được biết là cháu của ông Hồ Mẫu Ngoạn. Theo đó, Hồ Hữu Hòa đã khai mình là người trung gian đưa cho Nguyễn Duy Linh, con trai của Nguyễn Văn Hưởng, 5 triệu đô la và 10 tỷ đồng tiền mặt với mục đích để chạy án cho Phan Văn Đình Vũ
Và khi chưa chạy án xong thì Vũ Nhôm được biết bị truy nã, thì người báo tin không ai khác chính là Đại tá Nguyễn Duy Linh. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Hưởng và con trai Nguyễn Duy Linh được xem là hai thế hệ cùng làm việc ở Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Mà Tổng cục Tình báo Bộ Công an, hay còn gọi là Tổng cục 5, là nơi mà thuộc hạ của ông bà Dũng tá túc ở đây rất đông. Và không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Phú Trọng quyết tham gia Đảng Bộ Công an Trung ương sau đại hội 12, và sau đó ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán Tổng cục Tình báo, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống của ngành công an. Sắp xếp xong hệ thống tổ chức của ngành công an, Nguyễn Phú Trọng liền quyết định kỷ luật, thậm chí truy tố hàng loạt các cái tướng lĩnh liên quan tới Tổng cục Tình báo. Trong đó, đó là những cái chỗ ảnh hưởng của Nguyễn Văn Hưởng. Có một cái điều đặc biệt là tại sao Hồ Hữu Hòa, họ hàng của ông Hồ Mẫu Ngoạc, lại liên quan trong cái vấn đề chạy án cho Vũ Nhôm? Phải chăng Hồ Hữu Hòa đã được Hồ Mẫu Ngoạc cử sang để bắt mối? Và nếu như Vũ Nhôm sáng ý nhờ Hữu Hòa chạy ngược sang Hồ Mẫu Ngoạc thì có lẽ số phận của Phan Văn Đình Vũ sẽ khác đi. Thưa quý vị, đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng chọn ngồi lại ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Nó cũng liên quan tới cái việc ông Nguyễn Phú Trọng muốn trừ hậu họa, mà trước đây có nhiều ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận với ông Nguyễn Tân Dũng thông qua ông Phạm Minh Chính, và cái mối hận thù giữa ông Trọng và ông Ba Dũng đã gần như được xóa nhòa. Nhưng mà cái việc ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 thì điều đó hoàn toàn không bình thường. Và người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại có nhiều dụng ý, không kể đến cái việc ông Nguyễn Phú Trọng làm kẻ tham quyền cố vị, tham nhũng quyền lực. Tuy nhiên, người ta nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại, thậm chí ngồi cho đến lúc chết. Người ta nói Nguyễn Phú Trọng sẽ chết trên ghế Tổng Bí thư, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng là một người gây thù chuốc oán quá nhiều, và những cái thế lực bây giờ người ta chỉ chờ ông Nguyễn Phú Trọng hạ cánh là lập tức người ta lôi ông Nguyễn Phú Trọng ra để họ làm thịt. Như quý vị đã biết, lực lượng tình báo công an, tức Tổng cục 5, là một lực lượng đã làm nên thế mạnh. Trước đây, cựu chủ tịch nước ông Lê Đức Anh có một quyền lực lớn, dù rằng người ta vẫn nói chức vụ chủ tịch nước chỉ là một cái ghế quyền lực có tiếng không có miếng. Nhưng mà Lê Đức Anh dựa vào Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng thông qua Nguyễn Chí Vịnh đã trở thành một trong những người mạnh nhất trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây. Điều đó cho thấy trong chính trị, kẻ mạnh nhất không hẳn là kẻ có quyền lực nhất, kẻ mạnh nhất không hẳn là kẻ có nhiều tiền nhất, mà kẻ mạnh nhất chính là kẻ nắm được các cái bí mật của nhiều đối thủ nhất. Tướng Nguyễn Văn Hưởng cũng vậy. Tướng Nguyễn Văn Hưởng được đánh giá là nắm giữ những cái tài liệu bí mật mà nếu được tiết lộ thì nó như một quả bom tấn rung động chính trị Việt Nam. Và đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng sau khi nhậm chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 2 năm 2016 đã quyết định giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Theo giới thạo tin cho biết, quyết định đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là muốn cắt một cái dây cánh lớn của ông Nguyễn Tân Dũng. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành một công cuộc truy cùng diện tật các cái quan chức ở Tổng cục 5, Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Và sau đó, như quý vị đã biết, những cái thượng tướng Trần Trọng Tân rồi hàng loạt các cái lãnh đạo của Tổng cục Tình báo đã đứng trước vòng ngựa. Và đến nay, như quý vị đã biết, liên quan tới Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, nay là Cục trưởng Cục B05, Cục Tình báo của Bộ Công an, đó là ông Nguyễn Duy Linh, con trai của ông Nguyễn Văn Hưởng. Trong lúc truyền thông nhà nước đã đào sâu bới móc trong cái vụ án này, và điều đó đặc biệt nó xảy ra vào cái thời điểm có thông tin liên quan tới một cái cuộc họp, như quý vị đã biết, đó là từ dình của tướng Nguyễn Văn Hưởng tháng 6 năm 2019 có một cái cuộc họp đặc biệt gồm có các ủy viên Bộ Chính trị vốn là tay chân của ông Bà Dũng, bàn về một chiến lược xây dựng làm sao sau đại hội 13 có thể phục hồi quyền lực của Nguyễn Tân Dũng. Và điều đó rất có thể trong những ngày tới đây, những cái nhân vật như Phạm Minh Chính, Tô Lâm,
sẽ ra tay bảo vệ cho Nguyễn Văn Hưởng. Như quý vị đã biết, bắt một cái sĩ quan tình báo là một điều không đơn giản, bởi nó là những cái quan hệ rắc rối, những cái thông tin cực kỳ bí mật. Bởi vì các sĩ quan tình báo cỡ như Nguyễn Duy Linh, chứ không nói tới Nguyễn Văn Hưởng, nó là những cái kho bí mật trong mối quan hệ của các cái quan chức. Đối với cái vụ án Nguyễn Duy Linh, thực chất người ta nói cái vụ ăn hối lộ của Phan Văn Anh Vũ nó chỉ là bề nổi mà thôi. Vấn đề là đằng sau cái bề nổi nó là một cái cuộc chiến tìm kiếm những thông tin bí mật của phe đối thủ. Một cái câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị ảnh hưởng gì, mà tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng lại cho đàn em chơi sát ván với Nguyễn Vũ Trọng trong thời điểm hiện nay như vậy? Thưa quý vị, lâu nay, nhất là sau đại 12, ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là về vườn là người tử tế. Thậm chí có những thời gian dài không thấy tên tuổi của ông Ba Dũng xuất hiện trên truyền thông của nhà nước. Phải cho tới trước đại hội 13 thì lần đầu tiên ông Nguyễn Tấn Dũng trở lại chính trường trong một cái bài phát biểu tại cái lễ kỷ niệm Ban Kinh tế Trung ương. Và rõ ràng, thưa quý vị, cái sự nghiệp của con cái Nguyễn Tấn Dũng hiện nay sau đại 13, Nguyễn Thành Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì rõ ràng không có vấn đề gì liên quan tới con cái của ông Ba Dũng cả. Và rõ ràng như quý vị cũng biết, người ta nói Nguyễn Tấn Dũng là cái kho của sai phạm. Nếu bây giờ mà khui ra tất cả những cái lỗi lầm của Nguyễn Tấn Dũng trong cái vấn đề chính sách kinh tế với những cái quả đấm thép là các cái tập đoàn kinh tế nhà nước lỗ lã triền miên mà cho đến nay cái hệ quả đó vẫn còn tồn tại. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã có 2 nhiệm kỳ làm thủ tướng trong vòng 10 năm và từng là thứ trưởng Bộ Công an, chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng, một cái người đứng đầu chính phủ điều khiển cơ quan Bộ Công an, đặc biệt cơ quan tình báo, thì bây giờ bắt tới Nguyễn Văn Hưởng thì không biết lý do gì. Nguyễn Trọng biết rằng Nguyễn Văn Hưởng có rất nhiều bí mật nhưng bất lực. Và người ta nói muốn khui những vụ án lớn thì bắt đầu từ những sai phạm nhỏ nhất, bắt đầu từ cái việc con trai của Nguyễn Văn Hưởng nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ 5 triệu đô la, để rồi cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lần ra dần dần những cái kẻ cầm đầu với cái thế lực chính trị, trong đó có các nhân vật như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình, vân vân. Và người ta tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm ra được, bởi vì không ai giỏi chiêu này của Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng không làm ra được thì Trung Quốc sẽ làm thay cho ông Trọng. Vấn đề bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt con trai của Nguyễn Văn Hưởng chỉ là một cái cớ mà thôi, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng rất có thể cần tìm một cái lý do nào đấy để mời ông Nguyễn Văn Hưởng lên làm việc. Và nếu như Nguyễn Văn Hưởng khai nhận thì đường vào nhà của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới gần được hơn. Những cái vụ việc liên quan đến tập đoàn Tân Hiệp Pháp, đó là một cái hành động kết hợp đấu đá đại hội 13, đồng thời người ta cũng tiến hành để vặt lông các cái đại gia và được ví như là một cuộc đánh tư sản mới, vì người ta quy vào cái tội trạng hỗ trợ tài chính cho một số phe phái chồng đảng trong cái công cuộc giành ghế trong đại hội 13. Đó là lý do mà giấy phân tích giải thích về việc Bộ Công an vào cuộc điều tra bố con nhà ông Trần Quý Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Pháp. Theo tác giả Bùi Văn Tuấn, một người thường xuyên cung cấp các cái tin nội chính, cho rằng cái vụ đánh Tân Hiệp Pháp này có liên quan đến ông Nguyễn Văn Nên, Tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và người ta đồn đoán và cho rằng cái tập đoàn Tân Hiệp Pháp của ông Trần Quý Thanh đã phải trùng trì rất nhiều cho các cái quan chức cho bù. Và người ta cho rằng trong giai đoạn đó ông Nguyễn Văn Nên là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, vì thế ông Nguyễn Văn Nên đã giúp cho Trần Quý Thanh môi giới cho ông Nguyễn Phú Trọng về thăm tập đoàn Tân Hiệp Pháp trong cái buổi khai trường nhà máy sản xuất nước ngọt Number One vào năm 2014, thông qua việc nhờ cậy hai thư ký của Tổng Bí thư, đó là ông Đinh Văn Ân cũng như ông Hồ Mẫu Ngoạn. Và giới phân tích cho rằng ông Nguyễn Văn Nên vốn là một người thẳng thắn và trung thực, do đó đã được lòng của tất cả mọi người. Đó cũng có lẽ lý do sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng sau đầu 12 năm 2016
trở về nhà để làm người tử tế thì ông Nguyễn Văn Nên đã được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và giao cho cái chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một cái ghế quyền lực trong cái hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, về cái việc tập đoàn Tân Hiệp Pháp của ông Trần Quý Thanh nhờ cái sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Nên đã tiếp xúc được trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và từ đó đã khinh hai trợ lý là Đinh Văn Ân và Hồ Mẫu Ngoạt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mặt. Được biết, vừa qua ông Nguyễn Văn Nên tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã được Bộ Chính trị cử về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các cái nhà phân tích cho rằng Nguyễn Văn Nên về được Thành phố Hồ Chí Minh là do ông Trương Tấn Sang tạo các áp lực buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải chấp thuận, và điều đó người ta cũng đánh giá đó là cái sức mạnh của cái phe Cộng sản miền Nam. Trong khi đó có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Văn Nên đã trở mặt và là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Bộ Công an tiến hành điều tra cái công ty của ông Trần Quý Thanh. Song thưa quý vị, theo chúng tôi cho rằng đó là những đồn đoán hoàn toàn không có cơ sở. Kể cả người ta muốn gắn cái việc ông Nguyễn Văn Nên trước đây từng cử những cái kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà thờ tổ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lại Đà Đông Anh, đó là những vấn đề đưa tin giả để chia rẽ nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở lại về việc nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp tố cáo người trong gia đình của cha con đại gia Trần Quý Thanh, chủ của tập đoàn Tân Hiệp Pháp, đã cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm luôn tài sản thế chấp như người vay. Trong đó, người ta cáo buộc bà Trần Uyên Phương, con gái của ông Trần Quý Thanh, hiện nay đang là chủ sở hữu 33 thửa đất mà Bộ Công an đề nghị ngăn chặn, trong đó có 29 thửa đất tại số 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Vụ án này liên quan đến việc một người tên là Nguyễn Văn Trùng ngụ ở quận Bình Tây đã tố cáo bà Trần Uyên Phương cũng như ông Nguyễn Phù Long là một người môi giới. Theo ông Trùng cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phù Long đã bắt tay nhau ép ông ký vay 35 tỷ đồng tương đương với 1,51 triệu đô la, nhưng bắt ông phải ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi sau đó đưa ra tòa để chiếm đoạt tài sản. Và theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn cái trình bày của các bên liên quan đã cho hay một phần nhà đất tại số 230 Hồ Học Lãm đứng tên vợ chồng ông Lâm Hoàng theo một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất mà ở Việt Nam người ta là gọi là sổ hồng. Và chiếc sổ hồng này do Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 10 tháng 12 năm 2018 và sau đó ngày 11 tháng Giêng năm 2019, vợ chồng ông Hoàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần nhà đất trên cho bà Phương tại một văn phòng công chứng của nhà nước với xác nhận bà Phương đã trả hết tiền. 7 ngày sau, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân đã thay tên bà Phương là chủ sổ hồng và hiện phần đất này đã được tách thành 29 thửa nhỏ để phân lô bán nền và tất cả đều được cấp sổ hồng đứng tên của bà Phương. Đồng thời trong đơn ông Trung của tố cáo hai văn phòng công chứng của nhà nước đã nhận tiền của ông Long và bà Phương để có cái hành động cấp sổ đỏ trái phép. Theo đó, hành vi của ông Long, bà Phương và hai văn phòng công chứng liên quan đến hai giao dịch trên có những cái dấu hiệu khẳng định tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một phần khu đất 230 Hồ Học Lãm và thửa đất số 402. Ngoài ra, ông Long có dấu hiệu của tội trốn thuế khi nhận tiền môi giới nhưng không kê khai và nộp thuế. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tại Sài Gòn cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an thì các đơn vị chuyên môn đang thực hiện ra soát hồ sơ để tham mưu theo yêu cầu của cơ quan điều tra Bộ Công an. Ngoài ra, thưa quý vị, trước đó theo yêu cầu của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các sở ngành lãnh đạo huyện Long Thành phải thực hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và cần phải tạm dừng ngay mọi biến động đối với công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai
cũng như khu dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do công ty Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đồng thời, tin tức nhà nước cho biết tất cả các động thái trên của Bộ Công an đã được thực hiện sau khi nhận được đơn thư tố cáo của nhiều cá nhân doanh nghiệp đối với cha con ông Trần Quý Thanh cũng như con gái là bà Trần Uyên Phương. Có một điều thưa quý vị, người ta khẳng định ông Trần Quý Thanh có một mối quan hệ thân tình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và người ta đặt một câu hỏi vì sao ông Trần Quý Thanh, một người giàu có có tên tuổi, lại bị Bộ Công an đánh vào thời điểm này. Thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng ở Việt Nam không có một đại gia nào mà không kết thân với một thế lực chính trị hay những cái quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói một cách cho dễ hiểu đó là các cái đại gia muốn làm ăn lớn, vi phạm pháp luật thì cần phải có quyền lực chính trị đỡ đầu, và doanh nghiệp tân hợp pháp của đại gia Trần Quý Thanh hay gọi là ông Dr. Thành được xem là một nhân vật thân thế với người nắm giữ quyền lực lớn nhất hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam, tức ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt trong bối cảnh đấu đá Đại hội 13, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày khai mạc, trong khi tình hình Hội nghị Trung ương 14 sắp sửa được khai mạc trong những ngày tới đây. Và đặc biệt hiện nay, cái vấn đề nhân sự của Đại hội 13 vẫn chưa rõ ràng và chưa được Ban chấp hành Trung ương chấp thuận. Hơn thế nữa, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ở một cái thể trạng sức khỏe yếu, và ông Nguyễn Phú Trọng theo đúng quy định của điều lệ đảng thì cũng sắp hết nhiệm kỳ trong vài tháng nữa. Vì thế cơ cấu quyền lực cấp cao này vẫn chưa ổn, và những người chưa được an vị thì họ hết sức lo lắng, và họ rất lo có những sự thay đổi trong chính sách nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng một khi ông Nguyễn Phú Trọng trong cái giai đoạn hiện nay đang tìm mọi cách nỗ lực để tìm cớ ở lại thêm nhiệm kỳ thứ ba. Vì thế những thông tin liên quan đến Bộ Công an có những động thái cho rằng đang nhằm vào gia đình của Trần Quý Thanh làm cho người ta phải đặt những cái câu hỏi quan ngại, đó là liệu rằng đây có phải là trò nắn gân của thế lực mới để lôi kéo một đại gia lắm tiền nhiều của về phe mình, hay người ta muốn thông qua nhân vật Trần Quý Thanh trở thành con dê tế thần để vạch mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nếu trước đây người ta nói rằng cái tập đoàn Tân Hiệp Pháp của ông Trần Quý Thanh dựa vào uy thế của ông Nguyễn Phú Trọng thông qua môi giới của ông Trương Tấn Sang thì gần như không có một thế lực nào có thể động vào Tân Hiệp Pháp của Trần Quý Thanh. Đó là một doanh nghiệp ở miền Nam nhưng có mối quan hệ bung ra đến Hà Nội liên quan tới những cái quan chức cao cấp hàng bậc nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt Trần Quý Thanh được cho là có mối quan hệ hết sức thân thiết, thậm chí là hỗ trợ về mặt tài chính đối với ông Trương Tấn Sang, một người đang được đánh giá trong vai trò tổng đạo diễn của Đại hội 13. Trong cái bối cảnh nhiều quý vị đã biết, hiện nay trong đảng đã phân rõ hai lực lượng, một lực lượng do những người cộng sản miền Trung đã trở cờ bắt tay với những người cộng sản miền Nam, đồng thời với sự kết hợp của tổng đạo diễn ông Trương Tấn Sang, và người ta đã tạo nên một cái thế lực áp đảo phe cánh liên quan đến quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và người ta cho rằng trong cái vụ án Nguyễn Đức Chung, nó đã phản ánh tận tình những cái hiện tượng như chúng tôi vừa kể. Đặc biệt thưa quý vị, về cái việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Bộ Công an đề nghị các tỉnh, thành phố cung cấp các tài liệu pháp lý để điều tra liên quan đến con gái của ông Trần Quý Thanh, thì người ta nghi ngờ phải chăng thanh trì chống lưng cho Tân Hiệp Pháp, đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị lung lay. Và một thế lực ngầm gần như bất khả xâm phạm, đó là cái lực lượng chính trị do ông Trương Tấn Sang đang nắm quyền hiện nay đã dùng con bài Tân Hiệp Pháp để xử lý ông Nguyễn Phú Trọng. Một cái câu hỏi quý vị muốn biết đó là Tân Hiệp Pháp được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu từ khi nào? Thưa quý vị, giới phân tích cho rằng ngay từ đầu năm 2014 thì tập đoàn Tân Hiệp Pháp khi khánh thành nhà máy Number One
ở Hà Nam thì đích thân ông Nguyễn Phú Trọng đã vào thăm nhà máy dự lễ khai mạc cũng như đi cùng với đoàn tùy tùng rất đông đảo. Và đến Tân Hiệp Phát khi đó vào năm 2014, ông Nguyễn Phú Trọng đã được sắp xếp phát biểu cùng với một số cán bộ công nhân viên nhà máy nước giải khát của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Và khi đó được biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã không tiếc lời khen tập đoàn Tân Hiệp Phát, mà trong đó nhân vật chính là tổng giám đốc ông Trần Quý Thành, mà theo Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao khi cho rằng với kinh nghiệm đã có, tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng với đồng chí Trần Quý Thành cần cố gắng hơn nữa để phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là giải quyết tốt làm cho người lao động trên địa bàn. Thưa quý vị, một cái điều trong phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng tôi để ý là ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng cái từ đồng chí để gắn cho ông Trần Quý Thành, tức là một người cùng chí hướng với ông Nguyễn Phú Trọng. Thì cái điều này không hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng do thói quen quen mồm hay là ông có chủ đích nói rằng ông đã đảm bảo và coi Trần Quý Thành là đồng chí, nó cũng như là một cái kim bài miễn tử cho Trần Quý Thành. Và những cái nguồn tin thạo tin từ Hà Nội cho biết, để đưa được ông Trần Nguyễn Phú Trọng về cái dự cái buổi lễ khai mạc nhà máy nước giải khát number one tại Hà Nam, thì ông Trần Quý Thành đã phải bỏ ra hai cái phong bì, mỗi phong bì có giá trị chừng hơn 1 tỷ đồng, tức là tương đương với 100.000 đô la Mỹ, để lắp tay cho hai đồng chí trợ lý của Tổng Bí thư, đó là ông Đinh Văn Đân và ông Hồ Mẫu Ngoạn. Vì thế giới phân tích đã cho rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng đến một doanh nghiệp tư nhân tiếp xúc với công nhân và phát biểu, đó là một việc làm hiếm thấy chưa từng có, mà giai đoạn gần đây người ta chỉ thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại doanh nghiệp của Trần Quý Thành cũng như doanh nghiệp Vingroup của ông Trần Quốc Vượng mà thôi. Và người ta nghi ngờ về cái mối quan hệ của ông Trần Quý Thành và ông Nguyễn Phú Trọng tại sao lại thân tình đến như thế, và vì lý do gì mà ông Trần Quý Thành đã mời được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khoe mẽ trong cái buổi lễ rình rang như vậy. Và người ta nghi ngờ tại sao ông Nguyễn Phú Trọng rất chủ quan, hầu như đã quên mất các nguyên tắc về cái vấn đề đảm bảo an ninh cho lãnh tụ khi tiếp xúc gần gũi với công nhân. Và trong chuyến thăm đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã được mời, tức là ông Trần Quý Thành mời đi thăm tham quan toàn bộ khu vực sản xuất của nhà máy, đồng thời là cái người đại diện ấn nút khởi động dây chuyền sản xuất trà thảo mộc Dr. Thành, một cái sản phẩm giải khát đầu tiên của cái nhà máy nước ngọt number one tại Hà Nam. Và giới phân tích cho rằng với cái hình ảnh này thì đó là một sự bảo chứng cho tầm ảnh hưởng của Trần Quý Thành trên đất Hà Nam nói riêng hay trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nói chung. Và kể từ năm 2014 sẽ không có quan chức cấp tỉnh nào dám làm khó dễ trong việc làm ăn của tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng như ông Trần Quý Thành. Mà thậm chí người ta thấy ông Trần Quý Thành còn đề nghị hai trợ lý của Tổng Bí thư cho phép tập đoàn Tân Hiệp Phát được đăng quảng cáo cho sản phẩm nước giải khát của tập đoàn Tân Hiệp Phát, sử dụng hình ảnh của Tổng Bí thư khi đang cầm chai nước, tức sản phẩm giải khát của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Và điều đó người ta nghĩ rằng phải có một quan hệ hết sức cần thiết và gần gũi, và điều đó chứng minh Tân Hiệp Phát trở thành một cái thế lực bất khả xâm phạm. Đó là lý do, thưa quý vị, theo thống kê cho biết từ năm 2009 đến nay thì cái thương hiệu nước giải khát Dr. Thành của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã dính đến 6 vị bê bối liên quan đến cái vấn đề vệ sinh thực phẩm. Đó là các vụ thứ nhất vào tháng 3 năm 2009 thì người ta phát hiện một cái sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát tại cái quán ăn Thác Vàng ở Biên Hòa, ở bên trong cái chai nước tăng lực number one còn đậy nắp chứa ống hút ở bên trong, và nhân viên của nhà hàng này đã báo cho công ty Tân Hiệp Phát nhưng không ai đến giải quyết. Vụ thứ hai vào khoảng năm 2010 thì ông Trương Ngọc Tuấn ở huyện Hóc Môn, Sài Gòn có mua 2 thùng sữa đậu nành number one về bán và sử dụng.
Khi dùng thì ông Tuấn, chủ quán, đã phát hiện sáu chai đã gần đục, có lớp tiết tủa màu trắng, xong Tân Hiệp Phát cũng lờ đi. Vụ thứ ba là vào năm 2011, ông Phạm Trực ở Thiên Thai, chủ quán cà phê Thiên Thai ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, cũng phản ánh trên Petro Time về việc ông phát hiện thêm một số sản phẩm nước giải khát hư hỏng của Tân Hiệp Phát. Rồi cái vụ đó cũng chìm xuồng. Và một cái vụ việc đình đám liên quan đến anh Võ Văn Minh, 35 tuổi, tại Cái Bè, Kiên Giang, phát hiện có một con ruồi trong chai nước number one chưa mở nắp. Khi mà anh Võ Văn Minh đã gọi điện đến doanh nghiệp Tân Hiệp Phát, thì sau đó Võ Văn Minh đã bị kết án 7 năm tù giam. Tất nhiên trong cái vụ việc này chúng ta cũng phải thấy là anh Võ Văn Minh có các hành động mà người ta buộc tội là tống tiền. Chúng tôi dẫn ra một số cái vụ việc như vậy để quý vị thấy vì sao Tân Hiệp Phát trở thành một cái pháo đài bất khả xâm phạm. Và liệu điều đó, cái mối quan hệ giữa ông Tư Sàng và ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang xấu đi, thì nó có ảnh hưởng gì đến Tân Hiệp Phát hay không, thì quý vị đã thấy. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.